Mến chào các bạn, đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau tại chương trình 5 phút kỹ thuật bóng bàn của tuần này. Sau 4 tập với chủ đề là 101 kiểu giao bóng xoáy đến rất xoáy, thì tuần này mình sẽ đổi món cho các bạn. Series tiếp theo là bí thuật về cái cách đỡ giao sao cho hiệu quả nhất. Tuần này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách đọc xoáy khi đối phương giao bóng. Mình biết chắc chắn là các bạn rất quan tâm đến chủ đề này, vì rất là nhiều bạn đã và đang đỡ giao bóng không tốt bởi vì các bạn không phân biệt được xoáy, nhìn không ra được xoáy khi đối phương giao bóng. Xem hết cái video này thì mình hy vọng là các bạn sẽ cải thiện được cái cách đọc xoáy của mình khi đối đầu với những quả giao bóng khó. Giờ thì vô liền ha. Trong cái cách đọc xoáy của quả giao bóng thì với kinh nghiệm của mình và mình tham khảo nhiều tài liệu từ Việt Nam cho đến quốc tế thì tóm tắt lại trong hai phần chính. Thứ nhất đó là quan sát động tác tiếp xúc bóng của đối thủ. Thứ hai đó là quan sát hướng đi, quỹ đạo, tốc độ của bóng. Trên cái video này thì mình sẽ để duy nhất một góc camera thôi, bởi vì đây cũng chính là góc nhìn của các bạn khi phải đỡ giao bóng. Các bạn cùng mình quan sát nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đọc xoáy của đối thủ. Đầu tiên đó là quan sát động tác tiếp xúc bóng của đối thủ. Trong cái chuỗi hành động của đối thủ khi giao bóng gồm có xòe bóng ra nè, dừng lại suy nghĩ nè, tung bóng lên nè, và sau đó là động tác tiếp xúc bóng. Thì trong cái chuỗi động tác này thì động tác tiếp xúc vào bóng là quan trọng nhất. Cho nên các bạn cần phải tập trung rất là nhiều vào cái việc quan sát cái động tác tiếp xúc vào bóng của đối thủ. Thì nếu như mà đối thủ ngửa mặt vợt ra và tiếp xúc ở phía dưới bóng thì chắc chắn luôn đó là quả bóng xoáy xuống. Nếu đối thủ tiếp xúc bên hông quả bóng và động tác kéo từ phải sang trái thì đó là quả xoáy ngang theo chiều kim đồng hồ. Nếu vẫn là tiếp xúc bên hông quả bóng nhưng chiều tiếp xúc bóng từ trái sang phải thì là quả xoáy ngang ngược chiều kim đồng hồ. Nếu đối thủ kéo động tác từ thấp lên cao thì đó là quả giao bóng xoáy lên. Còn nếu đối thủ chỉ chạm bóng thẳng vào bóng thì đó là quả bóng không xoáy. Tiếp theo đó là các bạn quan sát hướng đi, quỹ đạo của bóng. Thì khi mà bóng xuất phát khỏi vợt thì các bạn có thể phán đoán được hướng bóng sẽ đi về phía nào. Những quả bóng xoáy xuống là những quả mà bóng chạm bàn và nảy lên rất là thấp. Quả bóng xoáy ngang sẽ có quỹ đạo bay cong. Quả bóng xoáy lên có khuynh hướng chạm bàn và nảy vọt lên rất là nhanh. Các bạn hãy cùng mình quan sát và phán đoán một số quả giao bóng của các tay vợt hàng đầu thế giới để thực hành việc đọc xoáy nha. Mình sẽ để 10 quả giao bóng theo thứ tự từ 1 cho đến 10 và các bạn hãy comment loại xoáy theo thứ tự từ 1 đến 10 nhé. Sẽ có những cái phần quà hấp dẫn dành cho các bạn nếu trả lời chính xác 10 kiểu giao bóng xoáy này. Đáp án sẽ được mình trả lời trong phần bình luận của tập này trên YouTube Dê Biên Bông vào 19 giờ thứ bảy tuần sau. Để ủng hộ kênh tụi mình thì mình rất là mong các bạn hãy dành thời gian để bấm subscribe để theo dõi kênh của tụi mình. Ở những tập tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đỡ giao bóng của từng quả giao bóng cụ thể. Thì ở tuần tiếp theo á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách đỡ giao bóng xoáy xuống như thế nào là hiệu quả nhất. Cho nên các bạn nhớ chú ý đón theo dõi ở tập tiếp theo vào tuần sau nha. Hẹn gặp lại các bạn vào 19 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh Dê Ping Pong On About Table Tennis nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.